Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá tâm lý học cùng Dr. Natalie. Mình là Natalie, hôm nay mình sẽ bàn luận với các bạn về chủ đề chữa lành tận gốc đứa trẻ bên trong. Chúng ta sẽ nói về là Inner Child Healing, là chữa lành đứa trẻ bên trong. Mình làm chủ đề này là mình thông qua những sự trải nghiệm của bản thân và thông qua cả một quá trình làm việc nhiều năm của mình bên lĩnh vực tư vấn tâm lý cho nhiều người. Thông qua quá trình đó thì mình đã có một cái cách nhìn nhận về vấn đề chữa lành đứa trẻ bên trong. Mình muốn nói với các bạn, đây là một cách nhìn nhận, nó là lăng kính của mình. Và với cách nhìn nhận này đã đưa đến là sự hiệu quả cho bản thân mình và hiệu quả với những người mà đã từng theo phương pháp này của mình đó. Hôm nay mình làm chủ đề này và mình chia sẻ với các bạn, và mình hy vọng là sẽ có đem đến một sự hỗ trợ nào đó trong quá trình các bạn chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực ra trong mỗi chúng ta, cho dù là chúng ta đã là cái người mà thành công rực rỡ, hoặc là chúng ta đang còn loay hoay trong cái việc xác định danh tính, chúng ta còn loay hoay trong việc là chúng ta sẽ phát triển điều gì, chúng ta sẽ làm được công việc gì mà nó thật nhất với chúng ta, cho dù là chúng ta ở một cái địa vị như thế nào đó, ở địa vị cao hay địa vị thấp đó, và chúng ta là những người mà sinh ra trong một cái hoàn cảnh như thế nào đó các bạn. Thật ra ý mình muốn nói với các bạn rằng một câu nói vui ha, là chúng ta sinh ra trong cuộc đời này là để bị tổn thương. Đây là một câu nói vui đó các bạn. Ý muốn nói rằng cái sự trưởng thành nó là luôn song hành với cái việc mà chúng ta bị tổn thương. Đó các bạn hãy suy ngẫm lại những cái lời nói vui như vậy. Thật ra là nếu như chúng ta không trải qua được những giai đoạn tổn thương thì chúng ta cứ mãi là ở trong tầng tư duy của những đứa trẻ đó. Chúng ta phải vượt được qua sự tổn thương thì chúng ta mới bắt đầu là bước qua giai đoạn của người chững chạc trưởng thành đó các bạn. Cho nên mới có những câu nói giống như là chúng ta sinh ra trên đời này là để bị tổn thương. Thật ra ý của mình nói cho dù chúng ta là ai thì đứa trẻ bên trong chúng ta cũng là luôn cần được chữa lành. Và cho dù chúng ta có là ai đi chăng nữa thì thật ra đứa trẻ bên trong tâm hồn mình, tất cả chúng ta đều là có những sự tổn thương nào đó. Đó chính là sự bình đẳng giữa chúng ta, đó chính là điểm giống nhau giữa chúng ta. Và cái việc chúng ta mưu cầu sự chữa lành đứa trẻ bên trong, chúng ta mưu cầu sự hạnh phúc, điều đó cũng nói lên rằng đó chính là sự bình đẳng, sự giống nhau giữa tất cả chúng ta. Cho dù là chúng ta ở bất kỳ địa vị nào, cho dù là chúng ta đã rực rỡ trên đường thành công hay chúng ta vẫn còn loay hoay trong giai đoạn xác định danh tính đó. Và mình muốn nói thêm cái việc mà chúng ta phân biệt ra sắc màu nè, địa vị nè, thật ra đó chỉ là những cái ranh giới mong manh thôi, đó chỉ là điều không có thật thôi. Cái sự phân biệt đó chẳng qua là do chúng ta phân biệt mà thôi, chứ nó vốn không phải là điều có thật. Cho nên cái việc mà chúng ta nhìn vào cái có thật nhất là gì? Nhìn vào cái có thật nhất là tất cả chúng ta đều có tổn thương đứa trẻ bên trong, là tất cả chúng ta đều mưu cầu sự chữa lành đứa trẻ bên trong và mưu cầu sự hạnh phúc. Đó mới là điều thật nhất. Đó. Như vậy á, mình sẽ nói một vài ví dụ trong cái việc tổn thương đứa trẻ bên trong ở đây. Thì có thể là chúng ta đã từng tổn thương từ trong gia đình ruột, từ trong những mối quan hệ tình yêu, bạn bè, đồng nghiệp. Hoặc là chúng ta từng bị tổn thương ở môi trường sống, môi trường làm việc. Đó các bạn. Thì làm sao để cho chúng ta có thể chữa lành đứa trẻ bên trong? Và tại sao ngày hôm nay mình lại dám nói một cái câu là chữa lành
tận gốc đứa trẻ bên trong thật ra là đúc kết từ một cái quá trình làm việc của mình trong cái việc mà tư vấn tâm lý chữa lành. Và mình cũng nói với các bạn luôn, đó là ngay từ ban đầu đây là lăng kính của mình đó, và các bạn hãy cứ xem xét ghi nhận thử, và các bạn nếu được mình rất biết ơn là các bạn áp dụng rồi các bạn sẽ xem cái hiệu quả của nó như thế nào. Thì mình muốn gửi một lời biết ơn đến các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu phân tích ha. Cái giải pháp là như thế này: cho dù là chúng ta đang là gánh chịu bất kỳ một sự tổn thương nào, thì các bạn biết là các bạn hãy hướng cái sự tập trung, sự chú ý của mình đến do the work, có nghĩa là các bạn cứ tiếp tục làm việc thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ để tâm trí mình, để cái nguồn năng lượng của mình nó tập trung vào một cái điều gì đó. Tức là sẽ tập trung vào tiếp tục công việc của mình nè. Và chúng ta gọi là sống trong thực tại, sống trong từng khoảnh khắc. Khi các bạn khi chúng ta đi làm việc thì chúng ta cứ tập trung để ý, hướng tâm trí của mình vào trong tất cả những việc chúng ta đang làm, dù là những việc nhỏ nhất. Hướng cái sự tập trung của mình vào những cái công việc hàng ngày, và đặc biệt như thế này các bạn, đó là chúng ta sẽ hướng cái sự tập trung của mình vào trong cái việc gọi là phát triển đến cái điều cao hơn, tức là hướng sự tập trung của mình đến điều cao hơn tình trạng hiện tại của chúng ta. Mình ví dụ bây giờ chúng ta cứ tiếp tục là tập trung trong cái việc là chúng ta sẽ học thêm kiến thức gì đó để mình nâng cao mình lên. Chúng ta sẽ hướng toàn bộ cái sự tập trung của mình trong cái việc mà chúng ta sẽ tiếp tục rèn luyện kỹ năng để cho là chúng ta sẽ tự tin, sẽ tự hào rằng bản thân của mình cũng là biết rất nhiều kỹ năng. Đó các bạn. Đó, các bạn hãy dồn năng lượng của mình cho những việc đó, và cứ mặc kệ cái việc, cái sự tổn thương đó, cái sự tổn thương, cái đứa trẻ bên trong của chúng ta đang khóc chẳng hạn, thì bạn vẫn cứ để cho cái đứa trẻ bên trong của mình ở đó. Và chúng ta sẽ không có cố gắng gọi là chữa lành đứa trẻ bên trong. Chúng ta sẽ không có nói như thế. Và chúng ta cũng sẽ là không bỏ mặc. Đó. Mà chúng ta cứ để sự việc, để cho đứa trẻ bên trong cứ nằm ở đó, cứ diễn tiến tự nhiên. Còn việc chúng ta là do the work, có nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục. Đó. Vẫn tiếp tục ở đây. Giai đoạn đầu đó các bạn, thì các bạn vẫn là tiếp tục trong cái việc là làm những việc hàng ngày trong cuộc sống của mình, tiếp tục công việc, sự nghiệp của mình, hướng cái nguồn năng lượng, sự chú ý của mình vào trong những việc đó, vào trong từng khoảnh khắc luôn. Đó các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ là hướng sự tập trung của mình vào cái việc nâng cao bản thân mình. Đó, chúng ta học thêm kiến thức, chúng ta học thêm kỹ năng, với bất kỳ hình thức học nào đều là tốt cả. Các bạn chỉ là chọn hình thức học mà cho nó phù hợp với mình, cho nó nằm trong sở thích của mình. Đó. Có những bạn thì sẽ rất thích là tham dự những trường đại học lớn, có thể trong nước, ngoài nước. Nhưng có những bạn sẽ thích cái việc tự tìm tòi, tự khám phá. Hoặc là sẽ có những bạn thích cái việc học thông qua sự trải nghiệm trong công việc, hoặc là trải nghiệm trong những chuyến đi, trong cuộc sống, trong những mối quan hệ. Mình muốn nói với các bạn, hoặc là có những bạn thích cái việc học thông qua cái việc đọc sách, vân vân. Thì mình muốn nói rằng tất cả những hình thức học đó đều là tốt cả. Đó. Như vậy là hướng thứ nhất là tiếp tục công việc, tiếp tục những cái tình trạng hiện tại. Thứ hai là các bạn tiếp tục gọi là nâng cao bản thân trong cái việc là nâng cao kiến thức, kỹ năng. Rồi là các bạn sẽ nâng cấp bản thân của mình hơn nữa. Là gì? Đó là chúng ta sẽ quay về chăm sóc bản thân mình thật tốt. Đó là diện mạo thật tốt. Bởi vì các bạn hãy suy nghĩ, khi
diện mạo bề ngoài của mình nó có cái sự chỉnh chu hơn, thì khi ta chỉ đối diện với mình và với chiếc gương thôi thì các bạn đã cảm thấy rằng mình sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và mình sẽ cười nhiều hơn đó các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục, đó là nâng cấp bản thân mình ở khía cạnh nào, đó là sức khỏe. Bởi vì khi chúng ta khỏe mạnh, khỏe về thể chất, nó sẽ kéo theo khỏe về tinh thần. Và khi khỏe về tinh thần thì chúng ta lại nhìn cái sự việc ở góc độ khác. Tại thực ra luôn tồn tại nhiều góc độ nhìn trong cùng một sự việc mà. Nó vốn là luôn tồn tại thôi, chỉ là do chúng ta không chịu nhìn ở góc độ khác, cho nên chúng ta mới có cảm giác bị tổn thương thôi. Đó, cho nên ý mình muốn nói với các bạn là nâng cấp bản thân để cho tinh thần chúng ta khỏe, thì các bạn sẽ thấy rằng có nhiều cánh cửa diệu kỳ khác sẽ mở ra. Thật ra những cánh cửa diệu kỳ khác nó đã đang mở ra rồi, chỉ là chúng ta có nhìn thấy hay không thôi. Đó, và khi các bạn muốn nhìn thấy thì chúng ta phải nâng cấp bản thân. Chỉ khi đứng ở những cái bậc thang khác, bậc thang cao hơn, thì chúng ta mới nhìn thấy. Đó, đó các bạn. Rồi, chúng ta có tiếp là Sign and Reminder. Cái thông điệp này muốn gửi đến các bạn trong quá trình hỗ trợ cho cái việc gọi là chữa lành tận gốc đứa trẻ bên trong. Đó các bạn. Như vậy là nãy giờ các bạn thấy rằng đứa trẻ bên trong chúng ta, cho dù có đang than khóc đi chăng nữa thì vẫn còn là nằm ở đó. Ý mình muốn nói là nếu như chúng ta cứ hướng sự chú ý làm sao để mình thoát khỏi tình trạng này, vô hình chung chúng ta gây một cái áp lực nhiều hơn nữa cho đứa trẻ bên trong. Đó, chỉ việc là các bạn cứ tiếp tục tình trạng hiện tại. Bước 2, nâng cấp bản thân. Giống như nãy giờ mình nói thì rõ ràng là chúng ta không tiếp tục gây áp lực cho đứa trẻ bên trong. Đó, mà lâu dần cái việc do the work, những việc chúng ta làm, nó tạo thành thói quen, thành tính cách. Và cuối cùng thật sự là chúng ta sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn, tự hào về bản thân của mình hơn lúc nào không hay. Đó các bạn. Rồi, tiếp là Sign Reminder. Nhìn vào các dấu hiệu. Bởi vì là các bạn thấy là trong cuộc sống này á, cho dù là bất kể là ai chăng nữa thì bạn sẽ thấy rằng là cái sự việc nó sẽ đi theo cái sự việc đó. Và chúng ta không phải là có khả năng mà có thể khiến mọi việc đi theo ý ta. Đó các bạn, đó là do tại sao mà đôi khi chúng ta phải phối hợp với vũ trụ là như vậy. Đôi khi chúng ta phải nhìn vào các dấu hiệu để biết rằng cái sự việc đó tại sao nó lại diễn ra như vậy. Tại sao những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè của ta hay là tình yêu của ta, tại sao rồi nó lại diễn tiến như vậy? Đó, tất cả là muốn nói cho các bạn biết một điều gì đó, là sự phù hợp hay không phù hợp. Đó, ví dụ như một môi trường nào đó, một công việc nào đó đã tới lúc là có sự từ chối chúng ta, thì nghĩa rằng đó là dấu hiệu thôi, là dấu hiệu là vũ trụ muốn nói cho các bạn biết rằng thật ra các bạn là để dành cho một môi trường khác, một công việc khác. Nó thật hơn, nó đúng với các bạn hơn và nó đúng với cái sứ mệnh của các bạn hơn. Cho nên nếu như chúng ta cứ đặt sự chú tâm vào cái việc đặt câu hỏi tại sao môi trường này, công việc này nó không phải là của mình, thì chúng ta sẽ không hiểu được cái mục đích cuối cùng của chúng ta là gì. Chúng ta sẽ không hiểu được mục đích cuối cùng của vũ trụ là muốn gì ở chúng ta. Đó, cho nên là chỉ bằng cách là listen deeply, lắng nghe thật sâu sắc, thì các bạn sẽ hiểu.
Tại sao cái sự việc nó lại đi như vậy? Tại sao cái mối quan hệ đó nó lại diễn tiến như vậy? Là có một dấu hiệu nào đó là muốn nói với các bạn rằng sẽ hướng các bạn đến với những điều được gọi là thật nhất của chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta ngừng làm tổn thương mình, chúng ta ngừng cái việc gây áp lực và làm tổn thương cho đứa trẻ bên trong bằng cách chúng ta sẽ không lay hoay ở một chỗ để đặt câu hỏi tại sao, tại sao. Tại vì vốn á, là không thể tìm được câu trả lời ở cái mức độ này và chưa hẳn là có câu trả lời. Các bạn, ý mình muốn nói là chỉ khi nào chúng ta nâng cấp chúng ta lên, chúng ta phải ở một cái vị trí khác, chúng ta phải dồn hết sức để tiếp tục tình trạng là làm tiếp tục công việc, tiếp tục sống và nâng cấp bản thân của mình một cách từ từ và từng bước, thì đến một lúc nào đó chúng ta mới thấy cái câu trả lời nó nằm đâu ở phía đó đó. Chứ còn không phải là ngay tại thời điểm đó cứ đặt câu hỏi tại sao là không có câu trả lời. Mà vốn cái cách chúng ta đặt câu hỏi tại sao trong thời điểm đó nó cũng không thật, nó không phù hợp. Đó, ý là mình muốn nói như vậy. Chỉ còn cái cách là tiếp tục do the work và chú ý vào các dấu hiệu thì các bạn sẽ thấy là có sự kết nối giữa mình với vũ trụ. Và khi đó là các bạn sẽ hiểu được vũ trụ muốn gì ở ta. Và ngày càng có sự sáng tỏ trong cái môi trường công việc đó. Vì sao nó lại diễn ra như vậy? Và các mối quan hệ đó tại sao nó lại diễn tiến như vậy? Là các bạn sẽ thấy có câu trả lời và các bạn sẽ thấy có sự sáng tỏ. Rồi. Chúng ta có Mother, Father, God. Ở đây muốn nói rằng chúng ta sẽ nãy giờ là mình đang nói cho các bạn nghe về một cái cách chữa lành tận gốc đứa trẻ bên trong với lăng kính của mình. Và những gì mình nói với các bạn nãy giờ, cái việc chữa lành đứa trẻ bên trong thực ra nó đang diễn tiến một cách tự nhiên đó. Rồi, mình tiếp tục. Cái bước tiếp theo là chúng ta phải gia tăng cái sự kết nối của mình với lại thiên nhiên, với vũ trụ, với môi trường ta sống, và gia tăng cái sự tử tế của chúng ta, lòng biết ơn của chúng ta với tất cả những người mà có duyên gặp gỡ với chúng ta trong cuộc đời này. Đó. Các bạn biết, khi các bạn tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên, với vũ trụ thì các bạn sẽ có một cái sự kết nối sâu sắc hơn. Chúng ta gọi là turn in, chúng ta hòa mình vào với dòng năng lượng của vũ trụ, của thiên nhiên. Thì khi đó các bạn biết được là tự nhiên tâm trí của chúng ta nó có cái sự lớn mạnh hơn rất nhiều. Tâm trí của chúng ta nó có cái sự rộng lớn hơn rất nhiều. Đó, thì khi đó bạn biết được á, là tự nhiên bạn có một cái cảm giác yên bình, thanh thản đến với các bạn một cách nó tự nhiên, và lúc đó cái dòng năng lượng của cái sự yên bình, của cái sự mạnh mẽ về mặt tinh thần, mà cái sự mạnh mẽ này nó trong cái sự hài hòa, yên bình. Đó các bạn. Rồi, chúng ta hòa mình vào với vũ trụ, thì các bạn sẽ biết được là các bạn sẽ có cảm giác bản thân mình có một cái sự hòa nhập vào cái sự lớn hơn. Bản thân chúng ta sẽ hòa nhập vào cái cao cả hơn, cao thượng hơn, cái sự rộng lớn hơn. Thì khi đó đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ được chữa lành một cách tự nhiên. Chữa lành lúc nào các bạn cũng sẽ không hay luôn đó. Đó. Và những điều như thế nó sẽ hướng chúng ta đến cái chữa lành tận gốc đó các bạn. Đó. Rồi, bạn biết được á, là khi chúng ta hòa mình vào với vũ trụ, với thiên nhiên, là chúng ta đang đứng ở một cái vị trí, chúng ta sẽ nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Chúng ta sẽ nhìn thấy được cái sự việc đó nó có nhiều góc độ, nhiều khía cạnh. Và như thế là tất cả những cái câu hỏi mà trước đó các bạn đặt ra tại sao á, nó sẽ hiện ra cho các bạn một cách rõ ràng,
các bạn sẽ có một câu trả lời đến với các bạn một cách tự nhiên và rõ ràng. Đó, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời là ở nơi đây, là ở khi chúng ta tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, tiếp tục nâng cấp. Cái quan trọng là chúng ta phải nâng cấp bản thân chúng ta và chúng ta hòa mình vào với tự nhiên, thì chúng ta sẽ thấy câu trả lời. Và câu trả lời nó nằm ở đó đó các bạn, chứ nó sẽ không nằm ở tại cái thời điểm xảy ra các sự việc. Đó, rồi. Wow, thông điệp tiếp của chúng ta là Rise Your Vibration. Đây nè các bạn, chỉ bằng cách đó là nâng cao tần số rung động. Đây, thì cái này nó sẽ đưa đến cho các bạn gọi là chữa lành tận gốc rễ. Đó các bạn, nâng cao tần số rung động là các bạn hãy cứ hướng đến những cái cao hơn. Tức khắc mọi cái trong cuộc sống các bạn phía trước nó đều có câu trả lời rõ ràng, đều có sự sáng tỏa hết. Nâng cao tần số rung động thì các bạn biết được là đứa trẻ bên trong chúng ta được chữa lành. Và khi lúc này đây, chúng ta còn là người đủ sức mà lan tỏa sự chữa lành nữa. Và các bạn biết là nâng cao tần số rung động thì các bạn biết được nội tâm, tinh thần của mình là vô cùng vững vàng. Các bạn sẽ không còn bị ảnh hưởng, không còn bị tác động, bị khó chịu bởi bất kể một lời khen chê nào. Dù đó là lời khen đi chăng nữa, các bạn cũng sẽ là vui vẻ một cách hài hòa. Và dù đó là một lời chê, các bạn cũng sẽ lắng nghe một cách hài hòa. Các bạn sẽ không bị phấn khích quá với lời khen, và các bạn cũng sẽ là không cảm thấy buồn, tủi thân, hay là không cảm thấy bị tổn thương bởi những lời chê đó. Bởi lúc này đây á, là cái sự tỉnh táo của các bạn đang lên rất cao, cái mặt nhận thức đang lên rất cao, và cái sự tự tin đang lên rất cao, và các bạn có một sức mạnh vô cùng lớn ở mặt tinh thần. Cho nên là sự tác động từ bên ngoài nó rất khó để mà lay động các bạn đó. Rồi nâng cao tần số rung động này thì các bạn biết được là cái hiệu quả tuyệt vời khủng khiếp đó là đứa trẻ bên trong tâm hồn ta sẽ được chữa lành một cách tận gốc đó. Và các bạn nhìn lại tất cả những gì đã và đang xảy ra, các bạn sẽ nhìn nó ở những khía cạnh vô cùng bất ngờ luôn. Đó là các bạn sẽ nhìn nó ở khía cạnh của tình yêu thương, của lòng biết ơn, của sự trân trọng cho tất cả những điều đó xảy ra. Bởi vì tất cả những gì đã xảy ra cho chúng ta trong quá khứ, và kể cả những việc còn đang là ở hiện tại, tất cả những điều đó, kể cả là những việc mà các bạn tự cho là tốt hay xấu, thì cái mục đích của nó, cái mục đích cuối cùng của tất cả những sự việc đó thật ra cũng chỉ là hướng các bạn đến một phiên bản tuyệt vời. Hướng các bạn đến một phiên bản tuyệt vời. Đó là phiên bản của cái lúc mà các bạn đã nâng cao được tần số rung động này. Đó các bạn. Lúc này đây thì các bạn sẽ trở thành một cái người mà các bạn sẽ cảm thấy là mình tự hào với chính bản thân mình, với tất cả những gì là bên ngoài mình và với tất cả những gì là bên trong tâm hồn mình. Đó các bạn. Đây chính là một cái cách mà gọi là chữa lành tận gốc. Đó. Nâng cao tần số rung động nó sẽ còn hướng các bạn đến những điều rộng lớn hơn, cao cả hơn. Và khi mà bạn tiếp nhận những việc rộng lớn hơn, cao cả hơn, các bạn hòa nhập mình vào với những điều gọi là cao thượng hơn, rộng lớn hơn, thì các bạn sẽ biết rằng tất cả những gì mà đã từng xảy ra với các bạn nó thật là vô cùng nhỏ bé. Và khi đó các bạn còn sẽ đặt những câu hỏi ngược lại là tại sao, các bạn sẽ cười đó, sẽ cười với chính mình là tại sao ở thời điểm trước đó ta lại có thể là bị tổn thương bởi những điều thật là nhỏ bé như thế. Đó. Và các bạn biết nâng cao tần số rung động còn là đem đến cho các bạn sự tươi mới, sự trẻ hóa,
Khi đó sẽ thấy các bạn xinh đẹp hơn, các bạn sẽ tươi trẻ hơn, không chỉ là ở bên trong tâm hồn thôi đâu, mà ngay cả bề ngoài các bạn cũng sẽ là như vậy. Và cái nguồn năng lượng mà các bạn toát ra, nó sẽ là nguồn năng lượng của cái sự nuôi dưỡng rất nhiều. Chúng ta có spiritual growth. Đây là một cái sự phát triển về mặt tinh thần, sự phát triển về mặt tâm linh. Đó. Mình muốn nói với các bạn là chúng ta sẽ không có gây áp lực là buộc phải chữa lành đứa trẻ bên trong, giống như hồi nãy mình có phân tích, mà chúng ta cứ là tiếp tục làm sao là hướng đến những sự gọi là phát triển về tinh thần, về tâm linh. Các bạn sẽ hướng đến những điều đó, thì các bạn sẽ thấy được là bản thân của mình đó, đang hòa nhập vào những cái điều mà có sự huyền bí, nhưng mà nó gây cái sự hấp dẫn này, gây sự tò mò, và đặc biệt là nó cho các bạn một cái sự cảm xúc, một cái cảm xúc rất là lớn, là bạn cảm thấy giống như là mình đang được nâng niu, bạn cảm thấy là một cái nguồn hạnh phúc nó rất lớn, khi cái việc mà các bạn hướng đến cái việc mà phát triển về mặt tinh thần đó các bạn. Thì đây chính là cách mà đứa trẻ bên trong các bạn được chữa lành đến bất ngờ, được chữa lành đến lúc mà các bạn không hay nó được chữa lành hồi nào luôn đó. Và chúng ta có composure là sự điềm tĩnh. Ở đây chúng ta có nữa là self acceptance đó. Các bạn thấy là tại sao cái sự điềm tĩnh nó lại là quan trọng? Bởi vì khi có một sự việc nào đó nó ập đến chúng ta, và các bạn là để mất sự cân bằng, nôn nóng, rồi chúng ta bị stress, cái hệ quả của nó là sẽ hướng các bạn đến những dòng suy nghĩ nó mang tính chất tưởng tượng không có thật rất nhiều. Vô lý ở chỗ là khi có những chuyện như thế ập đến thì chúng ta lại hướng cái sự suy nghĩ của mình vào những điều hết sức là tiêu cực. Nó nghịch lý như thế, kể cả là những điều tiêu cực chưa chắc nó xảy ra nữa, chưa chắc là những điều tiêu cực mà nó tồn tại nữa đó. Cho nên cái việc giữ bình tĩnh cực kỳ là quan trọng. Nhưng các bạn yên tâm là tất cả những việc gì thì đều trải qua là cái sự rèn luyện đó. Kể cả cái việc mà chúng ta giữ bình tĩnh chúng ta cũng sẽ cần rèn luyện đó các bạn. Chúng ta có thể rèn luyện bằng nhiều hình thức, giống như chúng ta ngồi tĩnh lặng, hoặc chúng ta có thể tham dự là rèn luyện bất kỳ một môn thể dục thể thao nào, nó cũng góp phần gia tăng sự điềm tĩnh. Còn nếu như hoặc là chúng ta tham dự thiền, yoga thì là quá tuyệt vời. Bởi vì các biện pháp thiền, yoga thì nó đang đánh thẳng vào cái việc là làm cho sức mạnh tinh thần của chúng ta tăng. Đó các bạn. Đó. Mục tiêu cuối cùng của những điều này cũng chỉ là khơi gợi cho các bạn những góc nhìn khác. Đó. Bởi vì thực tế là cùng một sự việc, nhiều góc độ nhìn là luôn tồn tại. Chỉ là tại sao chúng ta lại không nhìn ở góc độ khác? Đó các bạn. Rồi. Có một sự thật như thế này, self acceptance, chấp nhận bản thân, rất là kỳ lạ ở một điều như thế này. Có rất nhiều người trên đời này ở một cái địa vị rất cao, hay là vô cùng thành đạt. Thì đôi khi họ cũng bị vướng vào cái gọi là không chấp nhận bản thân, cũng giống như chúng ta. Cho dù chúng ta là có thành công hay chưa, chúng ta cũng hay bị vướng vào cái gọi là không chấp nhận bản thân. Cho nên mình mới nói với các bạn, những sự phân chia trên đời này
vốn là không tồn tại, nó là cái không có thật đó. Và cái có thật nhất á, là ở chỗ là chúng ta đều là giống nhau, chúng ta đều là mưu cầu sự hạnh phúc và muốn hướng đến một cái sự phát triển. Cho nên các bạn, là cái việc mà chấp nhận bản thân đó là điều thật nhất. Và khi chấp nhận bản thân, chúng ta có quyền cho chúng ta là tận hưởng những điều tốt nhất, và chúng ta có quyền là cho chúng ta tham dự những sự rèn luyện tốt nhất. Đó các bạn, chúng ta cứ chấp nhận bản thân và tập trung vào cái việc là làm sao để chúng ta đẹp hơn mỗi ngày, làm sao để chúng ta khỏe mạnh hơn. Tất cả đều là quy về cái việc là sẽ nâng cao tần số rung động của chúng ta hơn. Thì tất cả những cái sự mà chúng ta cho rằng tổn thương đứa trẻ bên trong đó, nó tan biến hồi nào không hay đó. Và một điều rất là ly kỳ ở đây, tất cả đều có gọi là divine timing. Mọi sự việc trên đời này đều luôn là có liên quan đến cái yếu tố gọi là thời gian thích hợp đó các bạn. Divine timing này nó cũng là nằm trong những cái gọi là quy luật của vũ trụ. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải hòa mình vào vũ trụ là như vậy, để cho chúng ta có thể hiểu được là vũ trụ đang muốn nói gì với chúng ta. Và tại sao là có cái divine timing này, là bởi vì á, là cần thiết để cho chúng ta phải trải qua những cái bài học, những cái buổi rèn luyện. Thật ra hồi nãy mình có nói vui với các bạn là con người ta sinh ra để bị tổn thương. Ý mình muốn nói là con người ta sinh ra để học tập, để rèn luyện, để phát triển. Đó là cái mục đích đó, đó là cái mục đích của vũ trụ. Cho nên divine timing là vũ trụ cố tình thôi, là bắt buộc chúng ta là phải phát triển đó, vì họ muốn chúng ta phát triển, vì họ muốn chúng ta là học được những bài học, vì họ muốn chúng ta là theo thời gian, tinh thần của chúng ta ngày càng vững mạnh đó các bạn. Và chúng ta luôn là vũ trụ muốn gửi đến cho chúng ta một cái thông điệp đây, trust the universe, hãy có sự tin tưởng vào vũ trụ, và chúng ta luôn có sacred plan, những kế hoạch thiêng liêng, những kế hoạch thần thánh. Điều đó cho thấy là mọi việc sẽ đến với chúng ta luôn luôn là có yếu tố của cái việc là có những kế hoạch của vũ trụ, luôn là có như vậy. Cho nên là các bạn hãy tin tưởng vào cái divine timing, vào cái thời điểm hợp lý. Các bạn hãy tin tưởng vào vũ trụ, vì đó luôn, vì đằng sau đó thật ra nó luôn là một kế hoạch nào đó cao hơn, một kế hoạch cao hơn, mà kế hoạch này mục đích cũng là muốn chúng ta có sự phát triển hơn. Đó các bạn, nếu như các bạn có thể nhìn thấy được, các bạn có thể cảm được là đằng sau tất cả những sự việc đã và đang xảy ra với chúng ta, thật ra nó luôn có những kế hoạch thần thánh, và những kế hoạch đó là để cho chúng ta phát triển hơn, là để cho chúng ta đi đến cái mục tiêu đó là nâng cao tần số rung động đó. Cho nên đôi khi á, nhiều sự việc ập đến, chẳng hạn có thể các bạn sẽ nói với mình rằng nhiều sự việc ập đến bất ngờ, hoặc là có những việc mà nó quá lớn chẳng hạn, thì các bạn hãy là surrender đó, các bạn hãy là buông xuôi để mình có thể lắng nghe vũ trụ muốn nói gì với mình, và chúng ta cứ do the work, cứ làm những việc mà mình có thể làm, cứ làm những việc mà việc đó là của chúng ta, thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục. Và cái việc mà nâng cấp bản thân mình đó là việc của chúng ta, cho nên là chúng ta cứ tập trung vào cái việc của mình và buông xuôi, không phải buông xuôi mà chúng ta thả lỏng người, thuận theo tự nhiên.
để chúng ta có thể cảm được vũ trụ đang muốn gì ở chúng ta. Đó, còn việc gì của chúng ta thì chúng ta cứ tiếp tục làm. Rồi, ở đây, đây sẽ là ba thông điệp kết thúc chủ đề của chúng ta ngày hôm nay nhé. Và các bạn biết không, ở đây chúng ta có một câu trả lời no và chúng ta có một câu trả lời yes. Thật bất ngờ các bạn, khi mà mình khám phá ra rằng thật ra cái câu trả lời yes hay là câu trả lời no, nó là một thôi. Đó các bạn. Vì sao? Bởi vì một ai đó nói với các bạn câu trả lời no, hay là một công ty, một tổ chức nào đó, một môi trường nào đó nói với các bạn một câu trả lời no, thật ra là họ đang muốn nói với các bạn câu trả lời yes. Tức là ở ngoài kia, một ai đó khác hơn, một môi trường khác là đang say yes với các bạn. Cho nên các bạn hãy suy ngẫm kỹ đi, các bạn sẽ thấy rằng câu trả lời no với câu trả lời yes thật ra nó là một mà thôi. Đó. Và nếu như chúng ta có hướng đến cái câu trả lời no, chúng ta sẽ không thể nào thấy được câu trả lời yes. Mình ví dụ, chúng ta cứ hướng đến cái môi trường cũ mà nơi đó đã trả lời no với chúng ta rồi, thì làm sao các bạn có thể nhìn thấy được còn những cái môi trường mới hoặc lĩnh vực mới chẳng hạn đang say yes với các bạn và đang mở toang cánh cửa chờ sẵn các bạn. Đó, như vậy các bạn thấy câu trả lời yes và no thật ra nó song hành, nó là một mà thôi. Đó. Và nói như thế thì không có nghĩa rằng chúng ta sẽ bị động nhé. Khi hai câu trả lời yes và no đến với mình, và phần việc của mình là gì? Phần việc của mình là sự chủ động. Các bạn sẽ là, nếu câu trả lời yes thì phần việc của các bạn chủ động là làm sao để cho các bạn sẽ làm việc thật tốt, hoặc là làm sao để các bạn giữ gìn mối quan hệ này. Câu trả lời là no thì cái phần việc chủ động của chúng ta là gì? Chúng ta phải đi tìm môi trường nào đang mở cửa chờ chúng ta. Chúng ta phải đi tìm lĩnh vực nào mới là thật sự của chúng ta. Đó, đôi khi chúng ta phải trải qua cái bước nhìn lại vào bên trong mình, chúng ta mới thấy được cái câu trả lời yes đang ẩn núp phía sau câu trả lời no. Đó các bạn. Rồi. Và mình muốn nói với các bạn rằng expect miracles, trông đợi vào điều kỳ diệu. Tất cả chúng ta đều là có quyền, bởi vì là không ai đánh thuế giấc mơ, bởi vì chúng ta đều có sự giống nhau ở cái việc chúng ta luôn mưu cầu hạnh phúc. Đâu có ai trên đời này không mưu cầu hạnh phúc đâu. Đó, cho nên đó là sự giống nhau của tất cả chúng ta. Cho nên tất cả chúng ta đều là có quyền để trông đợi vào sự kỳ diệu trong cuộc đời này. Đó các bạn. Mình xin kết thúc cái phần lăng kính của mình, cách nhìn nhận của mình về cái vấn đề gọi là chữa lành tận gốc đứa trẻ bên trong. Và mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì các bạn đã bỏ thời gian ra nghe cái video này của mình. Xin chào các bạn.